Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày nhâm tuất tháng kỷ hợi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày nhâm tuất tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hung vài nạp âm, đại hải thủy, kỵ tuổi, bính thìn, giáp thìn, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính thìn giáp thìn bính thân bính dần bính tuất tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao cát khánh tốt mọi việc sao ích hậu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao đại hồng sa tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu sáu mọi việc sao nguyệt hư sao đối với việc giá thú mở cửa mở hàng sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sao tứ thời cô cỏ kỵ về cưới hỏi và sao quỵ khóc sau đối với tế tử an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính tây và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi Từ vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là ngày này dưới sự tác động của thương quan chiếu mệnh nên dù mong muốn của bạn tuổi Tý đạt được hiệu quả cao trong mọi công việc thì ngày hôm nay với bạn cũng sẽ có một ngày làm việc kiệt sức khi phải đối diện với những vấn đề hiện tại lẫn những vấn đề đang còn tồn tại trong quá khứ mà chưa giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên với bạn tuổi Tý, bạn hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng có vắt kiệt sức của bản thân mình bạn tuổi Tý nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khác, nhắc nhở bạn tuổi Tý đang quá quan tâm tới cảm xúc của người khác trên mức cần thiết và bỏ quên mất việc chăm sóc cho bản thân mình nữa. Sự thật là bạn càng đuổi theo họ thì càng chẳng mang lại lợi ích nào cho chuyện tình cảm hiện tại của bạn cả. Ngày này, xem tử vi cho thấy theo nhị thập bát tú, hôm nay là một ngày tốt cho việc khởi công, động thổ, khai trương, cất nhà. Vì vậy, với bạn tuổi Tý nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho hợp lý để đạt được hiệu quả cao. Và bạn cũng đừng quên nếu như hôm nay xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để có được nhiều sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hãy lắng nghe lời nhắc nhở của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy bạn không nên đánh tráo sự thật với điều bạn tưởng. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cách suy nghĩ của bạn có phần tiêu cực. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tránh nghĩ gì nói nấy trong ngày hôm nay khi bạn chưa chắc chắn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc thích hợp xuất hành đi xa và thực hiện những công việc như là khai trương động thổ và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là sự sáng tạo trong công việc cộng thêm sự trợ giúp của chính ấn chiếu mệnh trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, đây là chìa khóa tuyệt vời giúp cho bạn tuổi Sửu có được vận trình được hanh thông. Vì vậy, bạn hãy chia sẻ những ý tưởng thú vị mà bạn đang ấp ủ cho mọi người và đón nhận sự đóng góp, bạn sẽ thấy được phần thưởng mà mình có được thật là tuyệt vời bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn ngày hôm nay là bạn hãy lập kế hoạch một cách cụ thể cho mọi công việc mà bạn đang làm thay vì trông chờ vào sự may mắn, bởi vì như thế bạn sẽ chỉ thất bại mà thôi. Và khi bạn có kế hoạch riêng cho mình, thì bạn sẽ chủ động trong mọi bước tín và dễ dàng xoay chuyển tình huống khi đối diện với những khó khăn, thử thách. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu bạn đang có báo hiệu liên quan tới những chuyến di chuyển có thể là vì mục đích công việc. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn cho mình. Ngoài ra, với bạn tuổi Sửu cũng nên lưu ý tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình ngày hôm nay, hãy lắng nghe những tín hiệu của cơ thể mách bảo để biết bản thân mình đang gặp phải vấn đề gì nhé. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, bạn đang suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, hãy thể hiện điểm mạnh của mình một cách rõ ràng. Từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa, đừng có bắt ép ai đó làm theo ý của mình, bạn sẽ thất vọng. Từ vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ, bạn được nhiều người giúp đỡ rất nhiệt tình. Từ vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc, cuộc sống của bạn có nhiều màu sắc mới mẻ và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cái điều này khiến cho bạn tuổi dần tự tin hơn hẳn trong chuyện tình cảm hiện tại của mình những vấn đề liên quan tới tình cảm không còn là nỗi lo hiện tại của bạn trong thời điểm này. May mắn là mọi thứ vẫn đang ổn thỏa cho nên bạn không cần phải lo nghĩ quá nhiều lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn đang có được nguồn lực tài chính dồi dào để cho bạn có thể thực hiện được mong muốn của mình đam mê của mình với sự trợ giúp của mọi người bạn tuổi dần tận dụng thật tốt chớ nên để lãng phí bất cứ cơ hội gì nhé Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cho nên dường như có điều gì đó đang ngăn cản bạn. Vì vậy với bạn tuổi dần nên xem xét lại những sở thích của mình ngay ngày hôm nay. Liệu chúng có khoa học hay không? Có thích hợp và tích cực không? Hay là chúng đang giữ chân bạn? Chính sự nỗ lực thay đổi bản thân mới giúp cho bạn có được một ngày làm việc hiệu quả như mong muốn bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy bạn rất hạnh phúc với những gì mình đang có tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có người thấu hiểu bạn hơn bao giờ hết tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ bạn dễ gặp may khi kinh doanh đầu tư ngày hôm nay tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tỵ Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân giúp đỡ cho nên với bà tuổi mão những nét tiêu cực trong chính tính cách của bạn sẽ được giảm mờ dần nhờ đó mà mối quan hệ của bạn tuổi mão với mọi người trong thời gian này được cải thiện tình cảm đôi lứa cũng nhờ đó mà được tốt lên rất nhiều trong ngày này với bạn tuổi mão bạn cũng đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn về tiền bạc nhờ có được chính tài mà tình hình tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt có người vừa được nhận lương cho nên rụng rịnh về tiền tiêu nhưng bạn cũng đừng vì thế mà chi tiêu quá hoang phí nhé theo Hải Thượng là Ông, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này nhân thần ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bà tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này ngày hôm nay vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có được cơ hội thể hiện năng lực của mình đừng có bộ lỡ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa vợ chồng hài hòa hạnh phúc hơn bao giờ hết tử vi tuổi Kỷ mão thuộc mệnh thổ cảm ơn chân thành tới người đã giúp đỡ cho bạn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không nên trần trừ do dự khi cơ hội ở trước mắt mình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có thêm sức mạnh từ những người đồng lòng cùng mình Vậy đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tốt xỉu mùi cái điều này khiến cho bạn tuổi thìn nóng nảy và quyết liệt hơn và bạn tuổi thìn bạn nên chiến đấu cho những gì mà mình thực sự tin tưởng vào thời điểm này vì thế đây là ngày mà bạn cần phải học cách chấp nhận với những điều không được như ý hạn nhìn tiếp nhận điều này là không dễ dàng nhưng đó là việc bạn cần phải làm trong thời gian này bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được sự sáng tạo trong công việc và với bà tuổi thìn bạn nên giữ gìn cẩn thận những thứ mà bạn đang có trong ngày hôm nay và chỉ cần lơ đẩy một chút là bạn có thể đánh mất chúng và rồi lại vô cùng tiếc nối nữa bạn đừng có vội vàng hấp tấp cho nên cần phải thận trọng trong mọi công việc thì hơn. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh bị giảm sút một cách rõ rệt. Một phần là do tác động từ bên ngoài như là thời tiết hay là chất lượng không khí không đảm bảo. Và bạn tuổi thìn, bạn cũng nên học cách chăm sóc cho bản thân mình. Đừng có quá chủ quan với những dấu hiệu như là đau đầu, chóng mặt thường xuyên trong thời gian này nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tránh thái độ làm việc nửa vời, hãy làm hết mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim bạn xứng đáng nhận được sự đánh giá tốt về mình. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo bạn đang bị áp lực bởi những người xung quanh khiến cho bạn bối rối và không tự tin trên con đường mà mình đã lựa chọn ngày hôm nay Dường như với bạn tuổi tỵ bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của điều mà mọi người nói về bạn. Cho nên, bạn cần phải bình tĩnh, tịnh trí lại để biết mình cần phải làm gì thì tốt hơn. Trong ngày thứ tư này với bà tuổi tỷ, bạn lại đa gặp được ngày của họa thổ tương sinh. Cái điều này rất tốt cho việc cải thiện vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy. Đây cũng là cơ hội để cho bạn hòa giải những sự căng thẳng, mâu thuẫn với đồng nghiệp và bạn bè nữa nhé và ngày này á xem tử vi cho thấy với bà thủ tỵ đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Nguyệt hư, sao Quỷ khóc, sao Trùng tang, sao Trùng phục, sao tứ thời cô quả vì vậy bản mệnh không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đừng quá quan tâm tới kết quả bạn đã trưởng thành hơn rồi tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tránh ký kết những hợp đồng quan trọng dễ bất lợi tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hay chần chừ do dự thiếu đi sự quyết đoán tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy trở nên chi tiêu phù phím, hãy tiêu vào những việc có ích và đánh giá của ban tuổi tỷ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bản tướng ngọt trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cái điều này cho thấy đây là giai đoạn phù hợp để cho bạn tuổi ngọa có thể chia sẻ với một nửa của mình nhiều điều trong cuộc sống thậm chí có những vấn đề họ không hiểu nhưng sẵn sàng ủng hộ bạn cho dù bạn sau đó đổi ý họ cũng vui vẻ tiếp tục hỗ trợ cho bạn nếu như bạn cần bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tử ngọ dù có chính con là trợ lực cho bạn thì bạn tử ngọ cũng không được chủ quan bạn cần phải rõ ràng hơn một chút trong mọi vấn đề ngày hôm nay ví dụ như là giao tiếp giao dịch về tiền bạc đây chính là động lực mà tiền đề cho những bước tiếp theo của bạn trong tương lai thay vì bất cứ sự ngại ngần nào nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bản tử ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho Thọ vượng. Cái điều này cho thấy kế hoạch cải thiện về sức khỏe của bạn đang đi đúng hướng, đúng đường. Tuy nhiên, với thời tiết lạnh hơn thì bản tử ngọ không cần phải dậy sớm đâu, bạn có thể thức dậy muộn hơn 15-20 phút so với trước đây là được bản tử ngọ nhé vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó Từ vi tuổi canh ngọa, thuộc mệnh thổ giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên đổ trách nhiệm cho người khác và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021. Xem vận tình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi tốt nhất là bạn hãy để mọi thứ diễn ra như nó vốn có mọi nỗ lực của bạn ngày hôm nay có thể bị uổng phí nếu như bạn không biết nắm bắt đúng thời điểm và biết giữ lấy cơ hội thuộc về mình bạn mạnh nên nhanh nhạy và tinh ý một chút nữa bạn tuổi mùi nhé. Và ngày này với bạn tuổi mùi, bạn có đủ năng lực để thực hiện mong muốn của mình với sự chia chở của chính ấn chiếu mệnh. Sự tự tin chính là chìa khóa trong ngày hôm nay. Và với bạn, hãy luôn giữ sự tự tin ở bên mình. Chỉ cần bạn vững vàng tín lên trên con đường mình đã lựa chọn, bạn sẽ thấy kết quả thật là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn không tin vào chính mình, ai đó có thể giúp đỡ cho bạn chứ. Và ngày này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên chăm sóc sức khỏe cho mình, kể từ thể chất lẫn tinh thần. Hãy học cách giải tỏa hết những suy nghĩ tiêu cực của mình trong thời gian này để có được những giấc ngủ ngon nhất bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc gặp trở ngại bất ngờ vì cách xử lý thiếu đi sự quyết đoán tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cẩn thận kéo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh quấy phá tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tin tưởng vào khả năng của chính bản thân mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ quyết định của bạn đau đớn nhưng là cần thiết tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc hãy thôi tin tưởng một người đã luôn thất hứa với bạn Vậy đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội phù trợ cái điều này khuyến khích bạn tuổi thân nên gia tăng các cuộc gặp gỡ các tương tác và giao kèo ký kết quan trọng bạn đừng có để cho bị đánh giá thấp hơn năng lực của chính mình dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa bạn hãy tự tin thể hiện mình và sẵn sàng thắt, uh, sẵn sàng cho thấy bạn không hề thua kiếm một chút nào nhé với bạn tự thân trong ngày này, đừng có để cho sự ganh tị của những người xung quanh gây tác động tiêu cực tới tâm lý của bạn do bạn đang chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh. Bạn hãy tự hào về những gì mà bạn đã làm được trong suốt khoảng thời gian vừa qua bởi vì bạn đã rất nỗ lực để đạt được chúng đúng không bạn tự thân nào? Ngày này, bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cũng cho thấy, với các mục tiêu liên quan tới sức khỏe của bạn đều đạt được như ý. Ai tăng cân thì cũng có được số cân như ý. Ai muốn giảm cân thì cũng có được điều mình mong muốn và cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình đang khỏe mạnh hơn vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa chưa thực sự tự tin dễ bộ lỡ thời cơ tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh thổ chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tin tưởng nguồn năng lực của bản thân mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có thái độ tích cực với những người xung quanh và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi ngọ Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi dậu nên tự tin xây dựng những kết nối mới mẻ ngày hôm nay bằng cách mở rộng lòng mình ra và nở nụ cười ấm áp với mọi người chính những điều tốt đẹp mà bạn mang tới cho mọi người sẽ giúp cho bạn nhận được những điều giá trị trong cuộc sống và ngày này với bạn tuổi dậu Nếu như bạn cảm thấy thế giới xung quanh không mang lại cho bạn bất cứ động lực nào Sức mạnh nào vì ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh Thì bạn nên tìm lại sức mạnh của mình Bạn hãy tách mình ra khỏi sự ồn ào và hướng nội Nơi bạn tìm thấy sức mạnh, sự xoa dịu ngày hôm nay Ngũ hành tương sinh cũng cho thấy với bạn tuổi dậu có thể là cơ hội để cho bạn mạnh cải thiện vấn đề liên quan tới tiền bạc ngày hôm nay, nếu như ai đó giúp đỡ thì vui vẻ đón nhận, bạn đừng có quá nặng nề về việc mình có thực sự tự kiếm tiền được hay không, vì đôi khi bạn nỗ lực nhưng kết quả đến muộn màng một chút mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, bạn đã hoàn thành tốt những gì được giao. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, không nên cố tình lờ đi những xích mích về tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy thử tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim dễ vướng phải tranh chấp với mọi người xung quanh và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tốt đó cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất trong ngày này, dù bạn có mơ mộng rất nhiều, hy vọng rất nhiều với sự nâng đỡ của thiên ấn chiếu mệnh, nhưng bạn cũng đã phát hiện ra một thực tế của ngày hôm nay. Chính là nếu như muốn đạt được điều gì đó thì bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Với bạn tuổi tuất, bạn cũng đừng có nản lòng vì điều đó. Bạn cần phải cố gắng để thể hiện bản thân mình tốt nhất và thành quả sẽ khiến cho bạn mỉm cười ngày hôm nay nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy việc bạn không chăm sóc cho bản thân mình trong suốt quãng thời gian dài vừa qua là tác nhân cho những bệnh tật hiện tại. Bạn đừng có để cho quá trẻ trong việc để tâm tới sức khỏe của mình. Cái điều này sẽ khiến cho bạn phải hối hận về sau này nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn, hạn chế những rủi ro với mình nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa giữa hình ảnh dễ mến, hiền lành mà bạn đang có. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức trước mắt. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc hãy yêu thương chính con người và hiểu đau điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có dễ dàng đồng ý với ý kiến của người khác tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi có được cơ hội đón nhận những điều mới mẻ, thú vị là tiền đề thôi thúc bạn nắm giữ những trách nhiệm mới. Bạn tuổi hợi hãy tự tin thể hiện mình và khẳng định bản thân mình một cách mạnh mẽ nhất. Đừng vì bất cứ lý do nào mà chùn chân bạn tuổi hợi nhé. Tuy nhiên, trong vận tình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày thủy thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm lứa đôi không được như ý. Thậm chí, có những kế hoạch mà bạn tuổi hợi đã đề ra, nhưng lúc này đã bị trì hoãn, chưa thể thực hiện được. Bù lại thì bạn đã tìm được chỗ dựa về tinh thần từ người thân, họa cho bạn có được những lời khuyên hữu ích trong chuyện tình cảm cũng như là cuộc sống nữa ngày này xem tử vi cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, bạn có được cơ hội lọt xác thành người tích cực. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tự tin, tự hào hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, đưa ra những quyết định đầu tư chính xác. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, bạn đã biến những điều giản dị trở nên tinh tế. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi tỵ cảm ơn các bạn đã theo dõi video đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại